Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Vinhome 24 giờ. Và tôi là Trần Dân. Thì trong thời điểm này, tình hình dịch bệnh tại Hà Nội đang rất là căng thẳng. Cho nên nhiều khách hàng đã không thể đến khu đô thị Vinhome Smart City để tham quan thực tế được. Thì trong video ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn hình ảnh thực tế tại Vinhome Smart City cũng như tiến độ thi công các tòa tại khu đô thị. Nào, chúng ta cùng nhau đi thôi. Khi chúng ta đi từ đại lộ Thăng Long thì đi qua hầm thì đây sẽ là cái cổng chào của khu đô thị Vinhome Smart City. Và chúng ta có thể nhìn thấy bên cạnh cổng chào chính là khu vườn Nhật. Đây là khu vườn Nhật bản Gen Park lớn nhất Đông Nam Á, với các cái tiểu cảnh và hồ cá koi mang đậm chất Nhật Bản. Và tại đây cũng là nơi để cư dân có thể nghỉ ngơi, thư giãn vào cuối ngày, cũng như là nơi để chủ đầu tư tổ chức các cái sự kiện dành riêng cho cư dân tại Vinhome Smart City. Đây là nhà hàng với các cái món ăn đậm chất phong cách của Nhật Bản. Tiếp theo chúng ta có thể nhìn thấy trục đường chính 52m nằm giữa vườn Nhật Bản Gen Park và Vincom Mega Mall. Đây là trung tâm thương mại Vincom Mega Mall lớn nhất tại miền Bắc với 4 tầng và hiện tại đã thi công xong và đang chờ tình hình dịch bệnh giảm bớt để bắt đầu khai trương. Trục đường chính rộng với mặt cắt ngang rộng 52m sẽ đưa chúng ta đi từ trung tâm thương mại Vincom Mega Mall và vườn Nhật Gen Park tới công viên trung tâm rộng 4,8 hecta. Và trước mắt chúng ta chính là hình ảnh hồ trung tâm với dải cát trắng xung quanh, và xung quanh hồ chính là những cái máy tập gym ngoài trời và dải cát trắng. Bên trên đó chúng ta có những cái điểm nướng BBQ ngoài trời giúp cho cư dân hoàn toàn có thể là cuối tuần hoặc là vào buổi tối có thể mời bạn bè hay là gia đình của chúng ta đến đây thưởng thức nướng BBQ ngay tại bãi cát trắng này. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với hình ảnh thực tế tại phân khu Sapphire 4. Đây là phân khu có vị trí nằm gần công viên thể thao Sportia và nó sẽ gần cái khu hồ trung tâm. Đấy. Phân khu Sapphire 4 thì sẽ có 3 tòa, đó là S401, S402 và S403. Hiện tại thì chủ đầu tư đã bắt đầu bàn giao những căn hộ đầu tiên tại tòa S401 và S403. Tòa S402 dự kiến tháng 10 này sẽ bắt đầu bàn giao và chào mừng những cư dân đầu tiên về ở. Bên cạnh phân khu Sapphire 4 chính là hệ thống công viên Sportia với hệ thống sân thể thao miễn phí dành riêng cho cư dân như sân tennis, sân bóng rổ, bóng chuyền, bóng bàn và thậm chí chúng ta còn có cả sân trượt patin miễn phí dành cho cư dân. Thì khi mà cư dân về đây ở thì chúng ta không cần phải đi đâu xa cả. Chúng ta chỉ cần là thay đồ xuống tầng 1 và đi ra ngay công viên này. Chúng ta có thể chơi các cái môn thể thao mà chúng ta ưa thích như tennis, bóng rổ, bóng bài. Đấy. Và thậm chí ngay trong nội khu của từng phân khu chúng ta đều có các hệ thống sân thể thao này. Bên cạnh phân khu Sapphire 4 chính là phân khu Sapphire 3. Thì phân khu Sapphire 3 bao gồm 3 tòa với chiều cao là 38 đến 39 tầng. Thì đây là phân khu có vị trí, tôi đánh giá là phân khu Sapphire có vị trí gần khu hồ trung tâm nhất. Và hiện tại cư dân đã bắt đầu về ở từ tháng 5. Và lượng cư dân về đã ở đã rất là đông. Đi thẳng từ phân khu Sapphire 4 thì chúng ta sẽ tiến tới thứ nhất, đó là cầu vượt. Cầu vượt này sẽ đi qua tuyến Metro số 6 đi từ Ngọc Hồi đến Nội Bài và dự kiến 2030 sẽ hoàn thành. Và tiếp theo bên phải chúng ta chính là những tòa nhà thuộc phân khu Sapphire 2. Thì những tòa nhà này thì đã bàn giao và cư dân đã về ở rồi. Và bên trái chính là phân khu The Miami bao gồm tòa GS1 mà chúng ta đang nhìn thấy. Và đi thẳng cây cầu này
thì sẽ có một cái tuyến đường nối từ Vinhome Smart City sang đường Lê Trọng Tấn, giúp cho cư dân từ Vinhome Smart City kết nối sang Lê Trọng Tấn và khu Hà Đông rất là tiện lợi. Còn đây là hình ảnh thực tế tại phân khu giữa Miami, thì tiến độ xây dựng của tòa GS1 là hiện tại đang xây dựng đến tầm gần tầng 10, và tòa GS2 và GS3 thì đã cất nóc và đang hoàn thiện. Đây là hình ảnh thực tế tại phân khu Selfie 2 và Selfie 1. Thì hai phân khu này đã bắt đầu bàn giao vào cuối năm 2020 và hiện tại cư dân đã về ở tầm 80-90% rồi, rất là đông. Đấy, và chúng ta có thể nhìn rõ được cái phân khu Selfie 1 thì nằm ngay cạnh cái tuyến đường Đại lộ Thăng Long. Thì trên tuyến đường này sẽ kết nối dễ dàng vào trong nội thành Hà Nội cũng như đi xuống khu công nghệ cao Láng Hoa Lạc. Tiếp theo, chúng ta đến với những hình ảnh thực tế tại phân khu Sakura và phân khu The Miami. Thì phân khu Sakura hiện tại đã thi công tòa SA2 và SA3. Thì như các bạn có thể thấy, tòa SA2 thì đã thi công đến tầm tầng 20-24, còn tòa SA3 thì đã thi công đến tầm tầng 16. Thì hai tòa này thì sẽ dự kiến bàn giao vào tháng 8 năm 2022. Đây là phân khu giữa sự kết hợp của tập đoàn Vingroup và tập đoàn bất động sản hàng đầu tại Nhật Bản, đó là tập đoàn Samty. Và riêng nội khu của phân khu The Sakura là chúng ta sẽ có khu vườn Nhật Zen Park và bể bơi 4 mùa ngay trong nội khu luôn. Còn đối với phân khu The Miami thì chúng ta có thể nhìn thấy tòa GS2 và GS3 đã thi công gần như cất nóc, chuẩn bị cất nóc, và tòa GS1 đã đến tầm tầng 8 đến tầng 10. Thì hai phân khu này thì tòa GS2 và tòa GS3 sẽ bàn giao lần lượt vào tháng 6 và tháng 7 năm 2022. Còn tòa GS1 sẽ bàn giao dự kiến vào tháng 2 năm 2023. Trên đây là hình ảnh thực tế tại khu đô thị Vinhome Smart City. Thì mọi ý kiến đóng góp các bạn có thể comment bên dưới để chúng ta cùng nhau thảo luận. Và trước khi kết thúc video, các bạn hãy nhớ ấn like và đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi nhé. Bây giờ xin mời các bạn cùng nhau tham khảo một video thực tế tại vườn Nhật Zen Park mà tôi đã thực hiện vào cuối năm 2020. Và để nhận thông tin về khu đô thị Vinhome Smart City cũng như giá bán các căn hộ tại đây, các bạn có thể liên hệ với tôi qua số điện thoại 03789 75668. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Bây giờ để bảo mà có một cái dự án nào mà ở Hà Nội mà đầy đủ những cái tiện ích vui chơi cảnh quan như này ở gần Hà Nội thì chắc là cái này là đang là số 1 rồi. Cuối tuần mình có những cái buổi mà cư dân sum họp như thế này, những cái buổi sinh hoạt này thực sự rất là tuyệt vời và ý nghĩa để cộng đồng gắn kết. Mọi người sẽ tìm đến những cái nơi này bởi vì là nó một quần thể mà, thì đến cái này nó sẽ liên kết lại với cái kia. Nên là cái nào cũng thấy, cái nào cũng thích đi. Quan trọng nhất là cái không gian nó xanh.